này video 182 ha anh em chậu này cái cây này là cây uh, linh sam 86 ha nó hai thăng ha cái này như là cái cành tử của nó như đó dáng nó hơi bay bay ha em cái này nó dính liền luôn ha đó cây tàn ấm hết trơn rồi nè em vô kẽm hết rồi em tàn ấm hiểm đấy ha dáng bay bay ha cây thần chậu có chậu luôn rồi vì anh em uh, mình cứ để mình chơi thôi còn cái thẹo đây hả anh em thẹo này từ từ nó kéo nè có mấy cái ngó này nè đó cái anh em xin giao lưu với anh em giá 700 k bao ship ha anh em coi cái thằng của nó nè toàn tay cái của em ha đế cũng khá khá đấy á. À. Mini đi mình cầm trên tay nhỏ gọn ha để mặt bàn thì khá là đẹp luôn rồi 700 k bao ship đã bao gồm cái chậu này luôn ha nè ship chậu nè khi ship á anh em mở hàng ra rồi mình không thấy cái chậu ha là tại vì em ấm ở trong máy á, anh em. em em để cái bọc ở ngoài á cái mấm lên sẽ vừa giữ ẩm á để mình gửi đi cho cái cây mình nó khỏe ha với cái loại 86 này gửi đi á thì cái lá nó sẽ hơi bị vàng vàng hả anh em gửi đi xa có bốn năm ngày lá nó vàng nhưng mà anh em cứ uh, lấy ra bình thường thôi mình cứ tưới nước để cho mát uh, nắng nhẹ ha bình thường vài bữa là nó ra lại uh, lá non thôi nó đẹp hơn luôn mà giá tỷ nó cũng hết luôn á Thì anh em tưới ha Nhưng mà nhiều khi nó ra bông nữa Ra bông là ra kính cây luôn anh em Loại 86 này xuyên bông lắm Rồi anh em nào thích thì liên hệ cho em ha Rồi 700k bao tiếp